Đi đường xa, nếu có vấn đề gì thì sao? Anh ơi, nhanh lên, xe chờ rồi. Bố ơi, thế ông không được đi du lịch ạ? Mẹ đã nói với con rồi, ông nhà mình lớn tuổi rồi con ạ, đi đường xa không được đâu. Thôi, hai bố con nhanh lên đây. Mẹ con nói đúng đấy, con đừng phải nhiều nữa, đi thôi. Mà mình ơi, em bảo này, ông cụ nhà mình ấy, dạo này làm sao ấy, cứ ngẩn ngơ thẫn thờ. Hay là ông nhớ bà nào ở quê? Bà nào? Vớ vẩn, đi thôi. Gian cảnh nhà người ta mà thèm, còn mình chẳng lẽ cứ để mọi chuyện như thế này mãi sao? Không, không thể như thế được. Không thể như thế được. Vợ chồng mình không biết hay không? Vợ gì?
gì mà gọi gọi về để các ông đấy lại bảo vợ chồng mình ăn ở thế nào để ông bỏ về quê à? Khổ thế cơ chứ lại. Ông cụ muốn cái gì có cái đấy, có ai động đến chân lông ông cụ đâu. Thế mà mình ngại gọi cho các bác các chú thì mình gọi thử cho anh cùng về quê xem ông cụ lần nào về quê cũng sang nhà anh đi chơi đấy. Chắc gì ông ra về quê. Thôi được rồi, alo Hùng à, tớ đây, sẵn đây, cho tớ hỏi chút, ông cụ nhà tớ về quê mấy hôm nay cậu có gặp không? Không gặp à? Này, mọi lần về quê ông cụ hay qua nhà cậu chơi. À, không có gì, tớ chỉ gọi về thôi, chào cậu nhé. Ông không về quê hả mình? Mình ơi, em bảo là hay là mình báo công an đi, chứ cứ chờ đợi như thế này thì em e là... Cái gì? Báo công an á? Mình có bị điên không thế? Chỉ cần công an họ hỏi khi đi, ông cụ mặt như thế nào mà chả trả lời được. Cũng chỉ là đến những tình huống khác. Mà mình xem cái nhà này làm gì có cái ảnh nào không? Mình ơi, em bảo này, hay là em chụp ảnh mình, em đưa lên mạng, nhờ cư dân mạng họ tìm giúp. Chứ em nhìn mình giống con lắm thì mình ạ. Thôi thôi thôi, thôi ngay đi tưởng bước vào đi đi. Sốt hết cả ruột, đấy là để tự tính. Ôi bố mẹ ơi, bố mẹ ơi. Bố mẹ xem này, bố cụ ông 70 tuổi băng qua đường bị ô tô đâm phải đang tử vong. Đâu đâu đâu, hỏi tôi hình muốn xem nào. Thôi chết rồi, đúng là giống thật. Ông cũng cái áo bộ đội như thế, bao nhiêu một đám không chính mặt. Mỗi khi đi đâu hay mặc áo này. Mà mình xem cả đôi chân này nữa, giống như đôi chân anh cũng trồng hồ lần trước. Ôi bố tôi. Khổ quá mình ơi, mình cứ bình tĩnh xem nào. Để em với con xem cư dân mạng họ bình luận ra làm sao đã. Con ơi, ông cụ này có giấy tờ trong người đúng không con? Đúng rồi mẹ. Mình ơi, ông cụ này có giấy tờ trong người. Mày là người thanh hẳn đến mình à? Thế thì đúng rồi còn gì nữa. Hai mẹ con ở nhà tôi thì ra tận nơi luôn rồi. Bán nhà, bán cửa, bán ruộng, bán vườn để theo chúng nó lên đây làm nào.
ngoài chuyện cơm nước ra, chúng cháu có làm gì có lỗi với bố cháu đâu ạ. Đến bây giờ anh chị vẫn cho rằng anh chị không có lỗi với bố anh chị à? Đến bây giờ anh chị vẫn cho rằng anh chị đã lo cho ông ấy đầy đủ à? Anh chị nhầm rồi đấy. Ông ấy đang rất thiếu đấy. Cái mà ông ấy thiếu ấy là tình cảm gia đình. Chính vì vậy mà suốt mấy ngày hôm vừa rồi ông ấy về quê, ông ấy cứ lủi thủi một mình khiến tôi cũng nấu hết cả ruột. Mà tôi cũng nói để anh chị biết này, mẹ anh chị bảo bệnh mất sớm, lúc ấy anh chưa đầy một tuổi. Bố anh một mình cả chồng nuôi con chịu bao khổ cực, để giờ anh được như thế này đây. Thôi, mọi người đừng có ầm ĩ lên nữa, để tôi. Yeah.
bố kiểu bố mẹ kia mà. Tôi xin được chúc mừng đội tuyển thành phố Hải Dương đã hoàn thành xong phần thi tiểu phẩm của mình. Xin được chúc mừng. Kính thưa quý vị, và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với đơn vị thành phố Chí Linh.